Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài khoảng 55 km đi qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Do Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà. Trong đó đầu tư giai đoạn 1 là 48 km, bao gồm 2 đoạn. Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 2.060 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là hơn 1.643 tỷ đồng và ngân sách tỉnh là hơn 416,3 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, khi dự án hoàn thành cùng với hệ thống quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường ven biển sẽ là hệ thống giao thông liên tỉnh tạo ra liên kết vùng để phát triển kinh tế biển, tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch từ các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây về với biển, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tạo quỹ đất, góp phần hình thành và phát triển các khu đô thị vệ tinh dọc hai bên tuyến từ thành phố Đông Hà về đến bờ biển Quảng Trị.